Riêng chị Lăng thì những cái màu như thế này rất là sang và rất đẹp, rất thích. Các công ty thuộc gia họ cũng làm ra là 1, 2, 3, 4 và Kỳ Lăng chọn những loại da tốt nhất, đẹp nhất để đem về làm cho thương hiệu của mình, đó là Kỳ Lăng Luxury. Có nghĩa là công năng theo yêu cầu của khách hàng, quý khách thích sử dụng cho mục đích gì, thích làm cho cái gì, Kỳ Lăng sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của quý khách. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng đang dạo tại showroom của mình và đang xem sản phẩm đồ da. Và Kỳ Lăng sẽ tìm một sản phẩm đặc biệt trong ngày hôm nay để Kỳ Lăng giới thiệu đến với tất cả quý khách. Và Kỳ Lăng đã review rất nhiều sản phẩm đồ da của Kỳ Lăng rồi. Tất cả đã có tại trên kênh YouTube cũng như là trên trang fanpage Kỳ Lăng Luxury. Quý khách nào muốn xem đa dạng hơn những mẫu mã nhiều hơn thì truy cập để xem nha. Và bây giờ một cái ví cầm tay Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách. Đây là một cái ví cầm tay bằng da cá sấu nhập. Cá sấu này sống tại vùng Amazon và được công ty lớn chuyên thuộc da cho các hãng lớn như là LV, Hermès, Dior vân vân. Thì đây là một cái da màu rất đặc biệt, màu này là rất là sang và rất nhiều người thích theo Kỳ Lăng đánh giá. Còn về cảm nhận của khách thì sao, hãy comment ở dưới. Riêng Kỳ Lăng thì những cái màu như thế này rất là sang và rất đẹp, rất thích. Và cũng na ná với đôi giày Kỳ Lăng đang mang luôn. Như quý khách đã biết thì các hãng chuyên thuộc da lớn chuyên cung cấp cho các thương hiệu thời trang lớn, họ là công ty chuyên thuộc da và tất cả cá sấu từ nhập và cá sấu ở tiêu chuẩn nước ngoài cũng như tiêu chuẩn xử lý hãng thì rất là nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ý và tiêu chuẩn riêng. Ví dụ như da mỗi con cá sấu phải nuôi trong một chuồng và thời gian quy định để mà thu hoạch nó là phải bao lâu, ít nhất 2 năm. Cho nên là những cái tiêu chuẩn của từng loại da nó sẽ có trong cái khuôn khổ hết rồi, nên là da cực kỳ chất lượng. Và đặc biệt là mỗi con mỗi chuồng, không có nuôi đại trà, không có nuôi để bị cắn xé nhau, để bị lỗi da. Và những con da hãng chọn thường là những con da tuyển chọn. Thì tất nhiên là loại gì cũng vậy, cái gì cũng vậy, thường sẽ có là 1, 2, 3, 4 thì da cũng vậy. Các công ty thuộc da họ cũng làm ra là 1, 2, 3, 4 và Kỳ Lăng chọn những loại da tốt nhất, đẹp nhất để đem về làm cho thương hiệu của mình, đó là Kỳ Lăng Luxury. Và đến với Kỳ Lăng Luxury, quý khách sẽ thấy đa dạng những con da hoàn thiện thuộc từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới có mặt sẵn tại showroom. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com để xem những mẫu da, hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng hotline 0901 247 247 để Kỳ Lăng tư vấn, hoặc là kết nối qua Zalo 0901 247 247, đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao cho quý khách. Và cụ thể chi tiết về sản phẩm Kỳ Lăng đang cầm, đây là một cái ví cầm tay. Một cái ví cầm tay rất là dễ thương. Và cái ví cầm tay này Kỳ Lăng thiết kế option theo yêu cầu của khách hàng, tức là theo công năng quý khách muốn sử dụng, chức năng quý khách thích, muốn cho tiện. Thì đây là một cái yêu cầu, tức là cái này sẽ bỏ được cái bút vào đây. Và ngăn bên này là đựng tiền, và ngăn bên này cũng đựng tiền hoặc cái giấy tờ. Và những ngăn còn lại nhỏ nhỏ ở đây là những ngăn để bỏ thẻ ATM, căn cứ công dân v.v. Và ngăn bên này rất là rộng, và hai ngăn luôn theo yêu cầu sử dụng cho khách hàng, tức là khách hàng muốn để đựng được hai cái điện thoại hoặc ba cái điện thoại vào đây. Và Kỳ Lăng thiết kế ở chỗ này nè, chỗ này là không cố định nha, mà có thể là lên xuống được để nó phù hợp theo từng kích thước của cái điện thoại mà mình để vào. Thì bây giờ Kỳ Lăng sẽ test thử cho quý khách xem. Đầu tiên, ngăn mà Kỳ Lăng thích nhất đó là cái chỗ đựng e-book nè. So với mẫu cũ thì Kỳ Lăng chưa có làm cái chỗ này đựng book, nên là mẫu mới Kỳ Lăng tiến hành làm đó là làm chỗ đựng book. Mình có thể xỏ cái book vào trong, nằm gọn bên trong phần da cá mập này. Rất là dễ thương.
thấy được cái logo của cái bút luôn. Và không bị vướng víu khi để bút nằm lộ ra ngoài. Kỳ Lăng rất thích cái điểm này. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành bỏ thử một số cái thẻ ATM và card visit của mình vào nha. Đây là thẻ visa của MB quân đội nè, ngân hàng quân đội nè. Đây là thẻ visa của ACB. Đây là thẻ visa của VIP. Đây là card visit của Kỳ Lăng Luxury. Đây là thẻ Vietcombank Visa. Thẻ tín dụng á. Đây là thẻ bằng lái xe 4 bánh. Ha, Kỳ Lăng lái vừa kích luôn ha. Có nghĩa là công năng theo yêu cầu của khách hàng, quý khách thích sử dụng cho mục đích gì, thích làm cho cái gì, Kỳ Lăng sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của quý khách. Và tới ngăn đựng tiền. Hai ngăn này để đựng tiền rất rộng rãi và thoải mái nha. Kỳ Lăng sẽ lấy tiền từ cái ví của mình. Tiền 500 nè ha. Bỏ vào, Kỳ Lăng sẽ bỏ vào bên dưới đi. Rất là thoải mái. Rồi tiền lẻ đi, tiền lẻ và tiền 100. Rồi bây giờ đặc biệt nè. Đặc biệt là hai cái ngăn này nè. Đầu tiên Kỳ Lăng sẽ bỏ một cái điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra vào đây. Và một ngăn còn lại Kỳ Lăng sẽ bỏ một chiếc điện thoại Veto 950 triệu của Kỳ Lăng Luxury. Veto Synergy S vàng khối đến kim cương thiên nhiên. Bỏ vào trong bao da rồi bỏ vào tiếp trong cái ví cầm tay này cũng được. Còn nếu như Kỳ Lăng không thích bỏ trong bao da, không dùng bao da nữa, thích đã có ví cầm tay được không dùng bao da, thì Kỳ Lăng sẽ cắt cái bao da này sang một bên và Kỳ Lăng sẽ nhét điện thoại vào đây rất gọn gàng. Khi chúng ta đi vô một cái quán cà phê hay là bằng chỗ bàn làm việc, chỗ ngồi họp, thì cái việc đặt cái ví này lên bàn. Nhưng nếu như chúng ta thích để điện thoại ở ngoài thì chúng ta có thể lấy cái điện thoại ra và đặt lên trên cái bàn, cái ví này như thế này. Chúng ta dùng xong chúng ta bỏ vào. Khi chúng ta di chuyển đi thì chúng ta sẽ bỏ cái điện thoại vào cái ví cầm tay này và chúng ta cầm cái ví này thôi, gọn gàng và mình di chuyển. Vâng, và như quý khách đã biết thì với công nghệ phát triển vượt bậc như ngày hôm nay thì một người dùng những chiếc smartphone to và có thể là dùng hai chiếc điện thoại luôn, thậm chí là hai chiếc smartphone, hoặc là một chiếc điện thoại smartphone và một chiếc điện thoại phổ thông để tiện vào công việc nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy chúng ta không thể bỏ hai cái điện thoại, ba cái điện thoại vô túi quần bọc sẽ rất là vướng víu khó chịu và sẽ hay bị quên cầm điện thoại này thì quên điện thoại kia. Nói chung là đó sẽ là vấn đề có, bởi vì chắc chắn nó là như vậy. Cho nên là Kỳ Lăng mới chuyên làm những cái ví cầm tay như thế này để quý khách, phục vụ cho việc đưa tất cả những cái vật dụng mà cần thiết nhất của mình sử dụng hàng ngày để vào đây. Đi đâu chỉ cần cầm vào đây là không bao giờ bị quên, không bao giờ bị sót. Kỳ Lăng khẳng định điều đó luôn. Có nghĩa là hai cái điện thoại Kỳ Lăng đang dùng, một cái smartphone để chuyên check mail làm việc và một cái để chuyên nghe gọi là Veto Synergy S. Và tất cả thẻ ATM, chứng minh căn cước Kỳ Lăng bỏ bên đây. Và ngăn đựng tiền Kỳ Lăng bỏ đây, hai ngăn luôn, hoặc là một ngăn đựng tiền, một ngăn đựng giấy tờ. Và kể cả một cái bút luôn. Thì luôn luôn khi mà cầm cái ví này đây thì chắc chắn là sẽ luôn luôn mà có cái bút làm việc. Còn nếu như quý khách có nhu cầu thêm những công năng gì, những chức năng gì nữa, ví dụ như thiết kế một chỗ để ngăn, để giấy nháp, thì đây có bút rồi thì mình làm thêm một ngăn để chứa giấy nháp, hoặc là để một ngăn chứa quyển sổ nhỏ vẫn được. Nói chung là Kỳ Lăng đáp ứng theo công năng muốn sử dụng của quý khách. Và cũng như tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lăng từng giới thiệu, bên trong của ví cầm tay này cũng lót bằng da cá mập. Nếu như quý khách yêu cầu bằng da khác thì Kỳ Lăng sẽ lót là da Togo, da Epsom hoặc là da bò Nam Mỹ, thì tùy vào sản phẩm, tùy vào cái
thiết kế của sản phẩm và tùy vào cái mục đích sử dụng của sản phẩm, Kỳ Lân sẽ thiết kế và tạo sản phẩm bên trong, da bên trong cho phù hợp. Ví dụ như là muốn bền và đẹp, cân đối riêng cái này thì Kỳ Lân sẽ làm da cá mập, hoặc là một sản phẩm khác mà làm theo một cái thiết kế khác, hoặc là thay đổi một chút thiết kế để tạo nên sản phẩm theo yêu cầu, thì có thể Kỳ Lân sẽ thay một loại da khác, đó là da Epsom hoặc là da Togo hoặc là da bò Nam Mỹ để phù hợp với sản phẩm và mục đích sử dụng. Và như vậy Kỳ Lân đã giới thiệu chi tiết về chiếc ví cầm tay handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Nếu như quý khách nào có nhu cầu chiếc ví cầm tay như vậy, hoặc là có những option riêng, hoặc là yêu cầu những chức năng riêng để phục vụ tiện cho nhu cầu cá nhân của quý khách, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ đáp ứng tất cả những tiêu chí đó, từ cách chọn da và chất da và màu da đến thiết kế như những công năng để phục vụ riêng mục đích của mỗi quý khách. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Hãy ủng hộ kênh, subscribe kênh YouTube cũng như là đăng ký theo dõi trang fanpage này để cập nhật những video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.